Những bác sĩ, thầy thuốc Nam, thuốc Bắc nghiên cứu, chế tạo ra những bài thuốc đại tài trị bệnh cứu người mà có sự chết chóc của chúng sanh, từ các loài động vật, voi, hổ, cho tới các loài chim, chim sẻ, cúc, đa đa, hay các loài cá, trắm, chuối, chép, như những đại danh y, thiền sư Tuệ Tĩnh, đại y Hải Thượng Lãng Ông, vân vân, thì công việc ấy có được gọi là bất thiện không? Đáp: đối với đạo Phật, sát hại chúng sinh để cứu người thì được xem họ là những người phi đạo đức, chỉ biết nâng cao giá trị sự sống của con người mà không biết tôn trọng sự sống của loài vật, là con người thiếu đức hiếu sinh, do đó chưa xứng đáng làm người, còn nói chi đến những bậc thánh. Cho nên từ Huê Đà Biểu Phước đến Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãng Ông đều là những con người phi nhân bản. Con người của đạo Phật mới thật sự là con người nhân bản. Con người của đạo Phật là con người của tình yêu thương, lấy đức hiếu sinh làm sự sống của mình và của mọi loài, nâng sự sống của muôn loài vạn vật lên bình đẳng ngang với sự sống của con người. Một con người còn giết hại và ăn thịt chúng sinh là con người phi nhân bản. Con người còn mang gốc bản chất của loài động vật hung ác, chứ chưa được làm con vật hiền lành. Những vị danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãng Ông, Huê Đà Biểu Thước được người đời ca ngợi từ xưa đến nay là vì mỗi người chưa thông suốt đạo đức nhân bản nhân quả, nên họ không biết mới ca ngợi các vị ấy thánh nhân. Thánh nhân gì mà xem thường sự sống sinh mạng của tất cả loài vật khác, bắt giết hại đem làm thuốc trị bệnh cho con người. Vì một mạng người sống mà phải đổi bao nhiêu mạng sống của con rắn, thì thử hỏi thế gian này có công bằng hay không? Do không biết đạo đức nhân bản nhân quả nên xem thường những sự sống của các loài vật khác. Do không thông suốt đức hiếu sinh nên họ mới tôn xưng những bậc này là thần y thánh y. Họ đâu biết rằng những thần y thánh y của họ đang được tôn xưng chỉ là những con người sống phi đạo đức nhân bản. Những bậc này sống thiếu đức bình đẳng sự sống. Họ chỉ ích kỷ vì con người nên giết hại chúng sinh, ăn thịt và làm thuốc uống. Thật là những con người bất nhân vô đạo đức, sống làm người mà không có chút lòng yêu thương, nên đáng trách, chứ không nên gọi là thần y thánh y. Vì thần thánh sao lại không có lòng yêu thương mọi loài vạn vật? Sao lại không có lòng yêu thương sự sống bình đẳng của con người và vạn vật? Một sơ hở thiếu đức hạnh thiếu sinh của những bậc y nhân này nên không đáng làm gương cho chúng ta soi. Cho nên tiêu chuẩn làm người của đạo Phật đã xác định và dạy rõ ràng: nếu người nào sống thiếu năm tiêu chuẩn đạo đức nhân bản thì được xem là người thú. Năm tiêu chuẩn này gồm có: 1. Đạo đức hiếu sinh. 2. Đạo đức ly tham. 3. Đạo đức trung thủy. 4. Đạo đức thành thật. 5. Đạo đức minh mẫn. Người có năm tiêu chuẩn đạo đức này mới thực sự là con người. Xin quý vị cần lưu ý, đây là đạo đức của loài người, mà con người có trách nhiệm và bổn phận phải sống đúng đức hạnh nhân bản mới thật sự là người, thật là người.